ghế massage cao cấp Daikyosan. Báo hiếu là không chờ đợi. Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay, thứ Sáu ngày 12 tháng 11. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tạm giữ nhóm người cả gan dựng lều giả lấy mẫu test nhanh để bán giấy xét nghiệm trước sân Mỹ Đình. Thanh niên suýt chết vì ăn cháo trứng cóc. Người đàn ông đổ xăng đốt cửa hàng điện máy xanh. Cửa hàng bán đồ chống trộm bị kẻ gian đột nhập lấy đi nhiều tài sản. Nhà sáng lập Wikileaks được phép làm đám cưới trong tù, hôn thê là luật sư. Tuyết rơi nhiều nhất kể từ năm 1905, bao phủ nhiều thành phố ở Trung Quốc. Sau đây là những tin tức nóng nhất được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 12 tháng 11. Sáng ngày 12 tháng 11, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh đã ra mắt các đội đặc nhiệm kiểm dịch nhằm tiếp nhận, xử lý và hỗ trợ cho 22 quận huyện và thành phố Thủ Đức trong việc ngăn chặn, kiểm soát dịch COVID-19 tại địa phương. Theo ghi nhận, tại Thành phố Hồ Chí Minh, số ca tử vong do COVID-19 giảm thấp nhất là 21 người ngày 30 tháng 10, sau đó dao động từ 21 đến khoảng 43 người mỗi ngày, và hiện Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là địa phương có số người tử vong cao nhất nước. Trong ngày 11 tháng 11, thành phố ghi nhận 38 ca, trong đó 34 trường hợp có bệnh nền. Trước tình hình dịch COVID-19 ở Thành phố Hồ Chí Minh phức tạp, F0 có xu hướng tăng. Trong mấy ngày qua, dao động trên dưới 1.000 ca một ngày. Để ứng phó hiệu quả với dịch bệnh trong tình hình mới, Sở Y tế cũng vừa có yêu cầu tất cả F0 đang cách ly tại nhà và tại các cơ sở cách ly trên địa bàn phải được cấp phát túi thuốc điều trị trong vòng 24 giờ kể từ khi tiếp nhận. Túi thuốc điều trị COVID-19 tại nhà phải đúng thành phần theo hướng dẫn, đặc biệt lưu ý tuân thủ chỉ định và cấp phát thuốc Monopiravir theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Một nam bệnh nhân tên G vừa nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long tại thành phố Cần Thơ với các biểu hiện ngộ độc đa cơ quan sau khi ăn trứng cóc nấu cháo. Thông tin từ người nhà bệnh nhân, trước đó anh G, 30 tuổi, ở huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng đã lấy trứng cóc để nấu cháo ăn. Sau khi ăn khoảng 1 giờ thì anh có cảm giác đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, đau ngực trái, đau bụng, sau đó nôn ói nên gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau 2 ngày điều trị tại khoa hồi sức tích cực và chống độc, người bệnh dần ổn định nhịp tim, huyết động ổn định, chức năng gan, thận có cải thiện. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Chí Hiểu, khoa hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long cho biết, nhiều bộ phận của cóc có chứa độc tố, trong đó có chất gây chết người là tetrodotoxin. Độc tố này có trong da, gan, trứng, mủ, mắt của cóc. Ngoài ra, hạch thần kinh của cóc cũng chứa các chất cực độc, dễ gây chết người. Kể cả khi chế biến ở nhiệt độ cao, độc tố này cũng khó phân hủy. Do mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày, sáng ngày 12 tháng 11, tại nhiều khu vực ở huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận bị ngập sâu, có nơi nước tràn vào nhà, dâng cao cả mét, khiến nhiều gia đình không kịp di dời đồ đạc. Ông Trần Kim Vương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hải cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài và hồ Bà Râu, huyện Thuận Bắc xả lũ, nên trong chiều tối 11 tháng 11, nước lên nhanh, làm khoảng 320 nhà dân bị ngập. Trước mắt, xã đã thông báo cho người dân hạn chế di chuyển, đặc biệt yêu cầu hạn chế đi câu đánh lưới cá vì mưa kèm gió, một số nơi sẽ bị rò rỉ điện, rất nguy hiểm. Những bộ quần áo đã qua sử dụng hoặc đặt hàng qua mạng nhưng không vừa số đo, thay vì vứt bỏ, nhiều bạn trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh chọn giải pháp ký gửi ở các cửa hàng, vừa tiết kiệm vừa bảo vệ môi trường. Với những bộ trang phục mặc vài lần vẫn còn mới nhưng không biết sẽ giải quyết như thế nào thì hiện nay đã có nhiều cửa hàng nhận ký gửi, thanh lý đồ đã qua sử dụng. Chỉ cần mang đồ tới cửa hàng, nhân viên kiểm tra sản phẩm, nếu quá cũ, rách, bạc màu, lỗi mẫu sẽ không nhận. Tại một cửa hàng trên đường Lê Văn Sĩ, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh nhận ký gửi quần áo từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Nhân viên ghi lại thông tin và báo giá mỗi sản phẩm nhận ký gửi. Khách đồng ý gửi sẽ có một thẻ ký gửi hẹn sau 2 tháng đến nhận lại tiền. Thay vì chọn mua những chiếc đồ mới với giá cao, nhiều bạn trẻ đã chọn mua đồ đã qua sử dụng với chi phí rẻ, đa dạng mẫu và dễ dàng thay đổi phong cách. Việc sử dụng lại quần áo đã qua sử dụng cũng góp phần bảo vệ môi trường. Chương trình tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự. Ngày 12 tháng 11, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã tạm giữ nhóm người đến dựng lều trước sân Mỹ Đình, giả lấy mẫu test nhanh COVID-19 để bán giấy xét nghiệm cho người vào xem trận Việt Nam-Nhật Bản. Qua công tác nắm tình hình,
đội cảnh sát điều tra tổng hợp công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội phát hiện nhóm người này không lấy mẫu xét nghiệm theo đúng quy trình mà in sẵn phiếu kết quả xét nghiệm, đóng dấu âm tính và bán cho người dân có nhu cầu vào xem đá bóng với giá khoảng 100.000 đồng một phiếu. Công an quận Nam Từ Liêm đã yêu cầu toàn bộ 10 người trong nhóm này về trụ sở để điều tra làm rõ. Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận là nhân viên của phòng khám đa khoa công nghệ 4.0 có trụ sở tại phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh. Dù không được cơ quan chức năng có thẩm quyền cho phép đến khu vực sân vận động Mỹ Đình lấy mẫu xét nghiệm, thế nhưng công ty này vẫn tự ý điều nhân viên đến dựng lều bạt, bán kết quả xét nghiệm cho người dân. Tính từ 12 giờ trưa cùng ngày cho đến khi bắt đầu trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản, các đối tượng này đã bán ra hơn 300 phiếu xét nghiệm, thu lợi bất chính gần 50 triệu đồng. Nhiều giấy tờ của đơn vị này cũng có dấu hiệu giả mạo thông tin của các cơ quan nhà nước. Sáng ngày 12 tháng 11, ông Quy là chủ cửa hàng bán camera tại phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Đến mở cửa bán hàng thì phát hiện bị trộm đột nhập vào tiệm. Vào kiểm tra camera thì thấy khoảng hơn 1 giờ sáng cùng ngày, một đối tượng đi xe máy đến trước cửa hàng của ông. Đối tượng dựng xe phía trước rồi phá khóa, sau đó tiếp tục đập cửa kính vào trong, lấy đi một laptop, khoảng 10 camera an ninh và 6 triệu đồng rồi nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường. Hiện công an phường Tân Định đang phối hợp cùng công an thị xã Bến Cát điều tra, truy xét. Ngày 12 tháng 11, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ đoạn video do camera ghi lại hình ảnh nam thanh niên trộm cắp cá khô. Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra tại một nhà người dân trong hẻm đường tỉnh lộ 10 thuộc phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng 10 giờ ngày 11 tháng 11. Thời điểm trên, một nam thanh niên đi xe máy vào hẻm. Sau đó người này xuống xe đi bộ lại trước nhà người dân lấy trộm khay cá khô sặc. Người dân phát hiện chạy bộ đuổi theo thì thanh niên trên đã mau chóng lên xe máy rời đi. Giá trị tài sản bị mất trộm không lớn, nhưng người dân bức xúc việc nam thanh niên có sức khỏe lại đi trộm cắp vặt. Ngày 12 tháng 11, thông tin từ Công an Trà Vinh cho biết trên địa bàn xã Bình Phú, huyện Càng Long vừa xảy ra vụ một người đàn ông mang xăng đến đốt cửa hàng điện máy xanh. Trước đó khoảng 8 giờ ngày 11 tháng 11, Nguyễn Văn Úc Em, 37 tuổi, ngụ xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, nghi bị bệnh tâm thần phân liệt, mang xăng đến đổ trước cửa hàng điện máy xanh ở xã Bình Phú, huyện Càng Long, rồi bật lửa đốt. Khi vụ cháy xảy ra, lực lượng chức năng kết hợp người dân địa phương dập lửa, đồng thời đưa Úc Em về công an xã Bình Phú để làm việc. Vụ cháy làm hư hỏng một phần cửa trước của cửa hàng điện máy xanh, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 100 triệu đồng. Hiện Úc Em được cơ quan công an cho gia đình bảo lãnh. Ngày 12 tháng 11, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An cho biết vừa phối hợp cùng lực lượng hải quan cửa khẩu và công an địa phương bắt giữ một vụ vận chuyển 24 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam. Vụ việc xảy ra vào tối 11 tháng 11. Thấy xe tải loại 3,5 tấn chở xoài nhập khẩu từ cửa khẩu quốc tế Brevor, Campuchia vào bãi tại cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp có biểu hiện nghi vấn, lực lượng biên phòng liền phối hợp cùng các đơn vị trên tiến hành kiểm tra. Lực lượng kiểm tra nhanh chóng phát hiện 30 bánh ma túy đóng gói màu vàng, 7 túi ni lông đóng gói màu trắng, 4 túi đựng các loại ma túy dạng viên cùng 3 túi chứa ma túy nhưng đóng gói theo kiểu gói trà. Tổng trọng lượng các loại ma túy tang vật thu được lên đến 24 kg. Bước đầu, hai người vận chuyển khai tên là Sok Na Thita, 37 tuổi và Cháp Dane, 21 tuổi. Cùng ngụ ấp xã Khong Bong Phnom, huyện Lóc Đét, tỉnh Kandan, Campuchia. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra. Chỉ sau phần tin thế giới, sau khi nộp đơn tới thống đốc nhà tù, nhà sáng lập Wikileaks Julian Assange được giới chức Anh cho phép làm đám cưới với người bạn đời Stella Morris trong nhà tù Belmarsh. Hôn thê là người bạn gái lâu năm và cũng là luật sư bà Stella Morris. Ông Assange và bà Morris quen nhau trong thời gian người sáng lập Wikileaks tị nạn tại Đại sứ quán Ecuador ở London. Họ có hai người con đều mang quốc tịch Anh. Ông Assange bị cảnh sát Anh bắt giữ từ năm 2019 sau khi ẩn náu ở Đại sứ quán Ecuador tại London suốt 5 năm để tìm cách xin tị nạn nhằm tránh lệnh dẫn độ sang Thụy Điển. Do lo ngại viễn cảnh bị dẫn độ sang Mỹ và phải chịu xét xử về các hoạt động gây tranh cãi của Wikileaks, ông bị giam giữ 12 tháng với tội danh trốn bảo lãnh tại ngoại và tiếp tục phải ở lại nhà tù Belmarsh sau khi Washington can thiệp pháp lý. Tòa án Anh đã bác yêu cầu dẫn độ Assange từ chính phủ Mỹ, phán quyết bị kháng cáo và đang chờ tòa án cấp cao giải quyết.
New York City Marathon 2021, giải chạy lớn cuối cùng trong năm ở Mỹ, vừa diễn ra hôm 7 tháng 11. Điều đặc biệt gây bão mạng ở giải lần này là ngoài 30.000 vận động viên, tham gia cuộc thi còn có một con vịt. Đây là lần thứ 50 cuộc thi Marathon New York thường niên diễn ra với khoảng 33.000 người tham gia. Điều đặc biệt là năm nay, ngoài các vận động viên còn có sự xuất hiện trên đường đua của vịt Wrinkle, nổi tiếng với 85.000 người theo dõi trên mạng xã hội. Đoạn video cho thấy Wrinkle lạch bạch trên phố với đôi giày nhỏ màu đỏ dễ thương. Nó chạy bên cạnh vận động viên quanh các đường phố ở New York. Không chỉ những người đứng ngoài cổ vũ cho vịt mà vận động viên tham gia cuộc đua cũng nhìn ngắm, nhường đường cho vịt. Con vịt tỏ ra rất thoải mái giữa đám đông ồn ào mà không hề sợ hãi hay hoảng sợ. Nó chạy theo đúng đường của cuộc đua. Những ngày qua có tổng cộng 27 cảnh báo đỏ đã được phát trên khắp khu vực Đông Bắc Trung Quốc và khu tự trị Nội Mông. Đây là mức cảnh báo bão tuyết cao nhất ở Trung Quốc. Ngày 11 tháng 11, tờ Thời báo Hoàn Cầu đưa tin bão tuyết kỷ lục đã ảnh hưởng đến 58.000 cơ sở nông nghiệp ở tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc. Tại khu tự trị Nội Mông, ít nhất một người thiệt mạng và hơn 5.600 người bị ảnh hưởng sau bão tuyết lớn. Hoạt động dọn tuyết đang được thực hiện để nối lại giao thông, sản xuất ở Nội Mông. Thời tiết xấu cũng gây ách tắc giao thông hơn 3 km ở tỉnh Hắc Long Giang. Đợt lạnh bắt đầu từ hôm ngày 7 tháng 11 đã khiến nhiệt độ tại một số khu vực ở Đông Bắc Trung Quốc giảm mạnh ít nhất 14 độ C. Tại tỉnh Liêu Ninh, giao thông đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng với hầu hết các trạm thu phí đường cao tốc đã đóng cửa vào hôm ngày 9 tháng 11. Nhiều nhà xe lửa và xe buýt tại Liêu Ninh cũng đóng cửa, ngoại trừ các nhà ga ở thành phố Đại Liên và Đan Đông. Chương trình là thông tin cảnh báo thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao, nên từ nay 12 tháng 11 đến ngày 14 tháng 11, ở Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, có nơi có mưa rất to. Trong khi đó, thì khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, lượng mưa phổ biến từ 200 đến 300mm, có nơi trên 400mm. Từ Bình Định đến Khánh Hòa phổ biến từ 100 đến 200mm, có nơi trên 250mm. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ngày mai trời nhiều mây, khả năng cao là có mưa nhỏ vài nơi và nhiệt độ dao động từ 26 đến 31 độ C. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin được tạm dừng để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực. Quý vị đừng quên ấn chuông theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổitrẻ.vn, tv.tuổitrẻ.vn, kênh YouTube và fanpage của báo Tuổi Trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, bạn đọc có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc tra từ khóa 30 giây nóng trên các công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ghế massage cao cấp Daikyo San, báo hiếu là không chờ đợi.